Du khách Ấn Độ có nhu cầu du lịch nước ngoài cao hơn công dân bất kỳ quốc gia nào khác và Việt Nam là điểm đến hàng đầu với họ. Theo CNBC, khi nhắc đến sự phục hồi du lịch ở châu Á, nhiều người vẫn chỉ nghĩ về sự trở lại của du khách Trung Quốc. Tuy nhiên, khách Ấn Độ mới là những người tìm kiếm sớm nhất các chuyến đi nước ngoài. Về điểm đến, khách Ấn Độ dành sự quan tâm tới Thái Lan, Singapore, Indonesia. Dữ liệu của Agoda chỉ ra từ tháng 1 năm 2019 tới tháng 5 năm 2023 lượt tìm kiếm khách sạn của khách Ấn Độ tại 3 điểm đến trên tăng lần lượt 147%, 215% và 256%. Lượt tìm kiếm tới Việt Nam của khách Ấn Độ còn tăng thêm 390% so với năm 2019. Ông Omri Morgenstern, giám đốc điều hành của Agoda, nói trong năm 2019, Việt Nam không xuất hiện trong danh sách các điểm đến được khách Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất. Việt Nam là thị trường đã bị lãng quên từ lâu. Lý do là trước năm 2019, không có đường bay thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, việc kết nối giữa hai quốc gia này đã thuận tiện hơn nhiều, mỗi chuyến bay cũng chỉ kéo dài 4, 5 giờ. Ông Morgenstern cho biết các quốc gia Đông Nam Á vẫn hút khách Ấn Độ nhưng các điểm đến Đông Á thì không. Số lượng tìm kiếm khách sạn, chuyến bay từ Ấn Độ đi Nhật Bản, Đài Loan đã giảm so với năm 2019. Tuy nhiên, số lượng tìm kiếm khách sạn, chuyến bay đi Hàn Quốc lại tăng. Một phần lý do các nước Đông Á kém hấp dẫn khách Ấn Độ so với các nước Đông Nam Á là chi phí cao. Ngoài châu Á, khách Ấn Độ thích đi Mỹ và Anh cũng là hai điểm đến với chi phí cao. Trong khi đó, dữ liệu từ công ty của ông Morgenstern cũng chỉ ra du lịch nước ngoài của người Ấn Độ bùng nổ hơn tất cả thị trường khác. Trong khi lượt tìm kiếm du lịch nước ngoài của các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương chỉ tăng từ 30% lên 60% so với năm 2019, lượt tìm kiếm của người Ấn Độ đã tăng 225%. Theo công ty phân tích du lịch Sirium, ngành du lịch Ấn Độ phục hồi nhờ sự tăng trưởng của kinh tế trong nước. Các báo cáo của công ty này cũng chỉ ra sự tăng trưởng này sẽ còn kéo dài. Ngoài quan tâm đi du lịch nước ngoài, sức chi của khách Ấn Độ cũng đã tăng lên. Trước kia, có quan điểm cho rằng khả năng kinh tế của khách Ấn Độ không tốt. Tuy nhiên, đại diện Agoda nhận định sức chi của nhóm khách này có thể ngang bằng người Trung Quốc khi họ du lịch các nước châu Á. Dữ liệu năm ngoái của công ty cho thấy khách Ấn Độ đã chi cho chỗ ở khi du lịch quốc tế nhiều hơn 30% so với trước dịch và cao hơn 20% so với mức trung bình của khách Trung Quốc. Ông Vishal Suri, giám đốc điều hành của SOTC Travel cho biết người Ấn Độ có xu hướng ở khách sạn 4, 5 sao và những khách sạn thuộc thương hiệu mà họ biết trước. Bên cạnh đó, khách Ấn Độ đã bớt ăn đồ ăn nhanh và tìm kiếm thêm những nhà hàng thích hợp. Dù vậy, ông Suri cũng nhấn mạnh sự gia tăng du lịch quốc tế của khách Ấn Độ chỉ diễn ra ở tầng lớp giàu có. Phần còn lại, bao gồm giới trung lưu, tập trung cho du lịch nội địa với nhiều hãng bay giá rẻ. Tôi là Trang Trần, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.